Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm với công nghệ đột phá trong năm 2021. Một chuyên gia trong việc trẻ hóa âm đạo, chiếc máy mang tên Eva Haifu được công ty cổ phần Beauty Plus phân phối chính hãng độc quyền. Eva Haifu dùng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, sinh nhiệt tại mô dưới bề mặt niêm mạc, đầu xoay 360 độ của thiết bị tác động toàn diện lên thành ống âm đạo. Sự phản vệ của cơ thể thúc đẩy tăng sinh mạnh mẽ collagen và elastin, đẩy đầy thành âm đạo xe khít và đều đặn, tăng săn chắc đàn hồi với cấu trúc hoàn toàn mới. Với hai đầu cartridge 3.0mm và 4.5mm, Eva Haifu dễ dàng tác động đến lớp Smart Conconum trong cấu trúc da, làm căng các vùng da một cách chủ động. Eva Haifu còn cải thiện sự khô hạn, tái tạo các sắc tố da và sự đàn hồi cho các môi ngoài vùng kín. Sử dụng Eva Haifu trong việc trẻ hóa, xe khít vùng kín là lựa chọn hoàn hảo của chị em phụ nữ bởi những yếu tố sau: không đau, không dùng thuốc gây tê, không xâm lấn phẫu thuật, không tổn thương gây chảy máu trên niêm mạc, không viêm nhiễm biến chứng, thực hiện một liệu trình duy nhất để trẻ hóa toàn diện vùng kín, thời gian nghỉ dưỡng ngắn. Đây là phương pháp tối ưu và hơn hẳn các phương pháp khác như khâu tầng sinh môn hay dùng máy laser. Eva Haifu phù hợp với spa, thẩm mỹ viện bởi dễ dàng sử dụng từ chuyển giao của chuyên gia, bác sĩ tại Beauty Plus. Công nghệ an toàn, hiệu quả ngay lập tức, thời gian thu hồi vốn nhanh, được cấp chứng chỉ nghề hợp pháp, được tư vấn và hỗ trợ marketing miễn phí cho việc triển khai dịch vụ tại cơ sở. Eva Haifu, công nghệ an toàn, giải pháp tối ưu. Eva Haifu an tâm trẻ hóa vùng kín, giữ chặt hạnh phúc. Eva Haifu, vì chúng tôi là chuyên gia.